xóa. Yo, ủa sao còn có 6 triệu nhỉ? Đi nhanh đi. Anh Đức ơi, cái nào được 12 anh nốt là một. Bắt À, đi hồi 13 cái củ này. 12 củ. Một cái 13 này. Thế Tuấn Anh ăn 5-6 cái, 12 củ còn gì chả hết. Hết rồi. Chắc Hết mà. em là tôi ăn thêm mà thôi. Đây, 13 Còn này. 13 rồi. Còn có 6 á. Còn 6 Điện luôn nhưng tối nay đổ á, dính nhiều. á. Ok nha mọi Ok người. nha mọi người. Còn cái quỹ tài khoản của Tuấn Anh hết tiền rồi. 10, 10, 13 này. Đúng không? Còn Wow. 6, còn 6 nữa. Còn 6 Cái triệu. nào này phải Không có cái này có tiền mà, cái kia nó mới xuyên nó không đồng. Ai thì chơi xuyên xem nó sao. bỏ bỏ ít máu đó. Nãy vừa mới còn bảy mấy không? Nghe nào cái nó thấy bay màu. Nào Nãy lấy, kiểm tra. nào lấy tới 4 hôm mới tiêu 100 triệu trên ngày này. Ok, mình sẽ tô hết như này Đấy, nha. thử thách. Mua xe. Ủa, tức là mấy cái này là chỉ của Kinh tôi hả? Không, ý là cái tài khoản đấy là nó chỉ có làm cái của tôi nó mới trừ tiền lên tôi đúng không? Thì bay màu từ 100 triệu nhanh hết chứ. Người bảo sao sáng nay máy mình nó cứ kêu liên tục. Đây là Hương cũng được bay 12 triệu rồi. 12 triệu rưỡi. Thế là chắc được rồi. Còn có Hương chắc còn đến chứ. Ok nha, đây là ở đây là mình sẽ cho mọi người xem bức tranh của mình. Tiền nhưng mà không được tiêu. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về một pharaoh nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn. Nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người. Em có vào được đâu ạ? Em bước gì em vào được. Mà của Tuấn Anh cũng ấy được mà. Chôn à. Anh cứ đợi sang đây là anh em Ok, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô cái thằng pharaoh này nha. Cái này màu da nha mọi người. Mà hôm bữa anh Long Anh vừa nhắn tin bảo không được tiêu linh tinh mà. Bà anh Long bao giờ cần tiêu tiền thì có thể nhờ đến tôi. Nói thế chịu rồi. Ý là tôi có lòng á. Mình sẽ tô màu xanh nước biển đậm nha. No! Chân sợ Anh cái gì? nhỡ 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 anh nhỡ anh đọc cái gì trong máy em thì sao? Anh sẽ đọc được những cái người mà em đã nói xấu mất, giả dụ như là anh Đức. Nhưng mà có mã nào đâu ạ? Từ hôm em thấy có mỗi cái mã Google gửi về cái hôm anh Long hỏi số điện thoại em. Nhưng mà căn bản là cái sao mà em xóa được? Hôm đấy bây giờ em mới tải mà. Nhưng mà
Không, tin nhắn của em không được vào để em lục. Anh bảo là Hương anh tự kích hoạt rồi mà. Cái hôm mà anh Quý hỏi mọi người ấy. Hôm anh Quý hỏi mọi người là kích hoạt các thứ, hỏi số điện thoại kích hoạt á. Hôm đấy anh Long anh kêu là Hương anh kích hoạt cho rồi. Anh vừa xem lung tung cái gì đấy? Anh Đức xem Còn linh tiền tinh. vừa rồi em bán cái 12 triệu vẫn còn đủ để em còn với lại nếu mà đã còn như thế thì có hơn cũng là được 100 triệu tiền vui mới đó. Ok nha mọi người, đây là Pharaoh mình mượn tôi nha. Có thấy gì đâu. Có thể là không phải số đấy, không có thông báo gì luôn à? Nhưng mà anh Long có lấy Gmail của tôi đâu. Ý Không, không có gì là luôn. anh ấy có xin Gmail của tôi đâu, anh xin mua số điện thoại em mà. Nghĩa là anh không phải lo đâu, cái nào em cũng mua cái đắt nhất mà. À ừ, nó không có tiền. Đấy. Thế là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha mọi người hãy theo dõi mình nha. Anh khác gì em, anh thì khác gì em đâu, chịu chết. Hình như là cái dưới này. Ok nha mọi người. Ê, tố cáo người dùng bây giờ. Tài khoản cộng 400 triệu. Ui, 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 ui. Ăn chưa? Số dư 200 triệu. Có rồi. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết như này nha. Tinh tinh luôn mà. Vừa 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 nói xong phát tài khoản tinh tinh luôn mà. Chị mời. Đây, tài khoản lại giàu rồi mọi người. Ai... Ok, mình sẽ tô hết như này.
Mình sẽ tô như này nha mọi người. Mình sẽ tô hết như này nha. Ê, ý là ghi âm rồi ấy, Tuấn Anh chuẩn bị gửi anh Long ấy. Tuấn Anh hôm sau đuổi việc luôn ấy. Chưởng thì xong hết rồi mà Tuấn còn phải Ok. quản lý làm gì nữa đâu. Đúng không? Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Đừng bao giờ em tưởng. Đâu, tôi có tưởng gì đâu. Mấy nữa anh Long hỏi bảo là em tưởng không làm gì nữa nên em tiêu hộ. Sao anh Long sẽ lấy cái biển này đập vào mặt Tuấn Anh. Chôn à Tuấn Anh? Ơi chôn hả? Em không ai thấy nóng à? Hay quay ông hết chưa? Quay xong hết chưa? Tôi mới quay có cái. Ê ý là xong quay đi. Ê. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo thêm bức tranh của mình để tô nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye nha.